Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp. Thứ hai, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bạo quang, giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ nhâm tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày mậu thân tức can sinh cho chi có nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại dịch thổ kỷ tuổi nhâm dần giáp dần, ngày thổ hành thổ khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tý và tuyệt mão. Vài tuổi xung khác trong ngày tuổi canh dần, giáp dần, tuổi sung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh, tốt mọi việc, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao phổ hộ, hay còn gọi là sao hội hộ, tốt mọi việc nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp, thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đốn xem từ vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi tí tìm thấy được tiếng nói chung sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình bạn tuổi tí bạn tìm thấy nhiều điều thú vị nếu như bạn dành thời gian cho cuộc trao đổi cỡ mở thẳng thắn với một nửa của mình ngày hôm nay bên cạnh đó vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tý cũng đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỏ, cộng thêm với sự thông minh tài trí cho nên bạn tuổi tý có thể đưa ra một số quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết trong ngày dường như bạn tuổi tý không gặp khó khăn trong việc đối diện với vấn đề và tìm ra hướng đi cho riêng mình điều mà bạn vấp phải trong thời gian trước trong ngày hôm nay với bạn tuổi tí cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn mệnh đang dần được cải thiện tốt hơn với những ai từng bị cảm sốt thì lúc này cơ thể của bạn đã hồi phục nhanh chóng khi bạn hiểu hơn về cơ thể và biết nghỉ ngơi phù hợp vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc và tình cảm lúc này đều nằm trong tầm kiểm soát tử vi tuổi bính tý thuộc thủy đừng bỏ qua việc chăm sóc cho mối quan hệ khác Ngoài tình yêu, từ vi tuổi mậu tí, thuộc họ, đừng vội tin lời ai đó, hứa hẹn sau khi họ trong khi họ đang vui. Từ vi tuổi canh tí, thuộc thổ, xây dựng được kế hoạch cho năm mới với những điều mà bạn muốn thực hiện. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đường tình duyên có khởi sắc rõ rệt trong thời gian này vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là tình hình tài chính của bạn càng thêm phần khởi sắc nhờ có được sự tương trợ của chính tài chiếu mệnh thế nhưng bạn tuổi Sửu đừng chỉ tính đến những giải pháp tức thời mà không có biện pháp về lâu dài nếu không hiện tại với bạn có thể vui nhưng về sau bạn sẽ càng cảm thấy mệt mỏi lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Sửu là bạn hãy thận trọng từng bước đi nhằm tránh những sai sót vấp váp có thể khiến cho bạn phải hối tiếc về sau này luôn có cái nhìn toàn cục nhưng cũng đừng quên việc thực hiện chi tiết để xem mình có đi đúng hướng hay là không, chớ nên xem nhẹ bất cứ việc gì cả. Ngày này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này mang lại niềm tin và hy vọng trong chuyện tình cảm của nhiều người. Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan tới tiền bạc cũng được giải quyết một cách nhanh chóng nhờ sự tài trí của bạn, cộng thêm sự hỗ trợ của những người khác nữa. Về từ vi tuổi ất xỉu, thuộc kim, đừng quá để ý tới lời nhận xét của người khác. Từ vi tuổi đinh xỉu, thuộc thủy, không quên cảm ơn những người đã giúp sức cho bạn. Từ vi tuổi kỷ xỉu, thuộc hỏa, hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui ở hiện tại mà bạn đang có. Từ vi tuổi tân xỉu, thuộc thổ, đừng trông mong quá về điều ở xa xôi thì bạn không thực hiện việc nhỏ ở hiện tại ở vi tụy quý Sửu thuộc Mạo thay vì muốn sửa đổi người khác hãy sửa chính bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. tử ừ, vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi nhắc nhở bạn tuổi dần cần phải kiểm soát cảm xúc để tránh xung đột ý kiến đúng hay là sai không quan trọng bằng cách bạn hành xử, đối nhân xử thế trong những tình huống khá chi là khó chịu. Một chút khéo léo trong lời ăn tiếng nói là rất quan trọng trong ngày hôm nay đối với bạn mệnh Ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này khiến cho bạn tuổi dần thường xuyên có cảm giác không bằng lòng sự không sẵn sàng để đầu hàng khi đứng trước những thử thách sẽ đem lại cho bạn có được những cơ hội để tìm ra một con đường mới thích hợp cho mình trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi dần, xem tử vi cũng cho thấy là bạn mệnh nên kiên cử những việc như là chôn cất, cưới gã, xây cất về nhà cửa, trộ cửa, gắn cửa, các việc làm thủy lợi. Trong ngày hôm nay, bạn mệnh nên lưu ý tránh việc chủ quan rồi gây ra họa vào thân. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tính khí thất thường, dễ nội nóng với những việc nhỏ. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, có nhiều tin vui trong cuộc sống, nhất là về công việc. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, nên cẩn trọng hơn với các hợp đồng, đầu tư kinh doanh. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, cần phải cẩn trọng vì sai sót hôm nay là do bạn gây ra. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim có họa tiểu nhân xuất hiện tìm cách để phá hoại bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi thìn từ vi tuổi mão thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang có ý muốn tự do bay nhảy trong ngày hôm nay cũng khó khi mà bạn đang có sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh bạn mạnh tuổi mão đang có cảm giác như thế ai đó đang cố gắng kiểm soát bạn và đã đến lúc bạn cần phải làm rõ trách nhiệm của mình trong mối quan hệ cũng như là vai trò của bạn nhằm tìm kiếm được không gian riêng tư mà bạn mong muốn trong ngày hôm nay trong mối quan hệ đó. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn mệnh dễ có những mâu thuẫn với người thương vì thái độ không phù hợp. Bạn đang nảy sinh tâm lý so sánh người này với người kia và bạn hãy nghĩ lại lý do mình từng bắt đầu để điều chỉnh lại cách suy nghĩ của mình. Bạn nên nhớ rằng nhân vô thập toàn, bạn chớ có đòi hỏi những điều vô lý khiến cho người khác cảm thấy có chịu. Và ngày này với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn không nên trị bệnh ở đầu. Do đó, bạn mệnh cần phải lưu ý để tránh tác động lên vị trí này ngày hôm nay. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, có người mang tới cho bạn năng lượng tiêu cực. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa bạn cần phải đề phòng mất tiền oan vì bị đâm sau lưng, từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, nỗ lực tình cảm dần được đền đáp xứng đáng, từ vi tuổi tân mão thuộc mộc có những điều bạn hiểu rõ không có nghĩa là bạn có quyền áp đặt ý kiến, từ vi tuổi quý mão thuộc kim nên tránh xa những người thường xuyên chê bai bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có báo hiệu thêm phần được rực rỡ khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ với những cặp đôi đang yêu thì hai người đã cùng nhau thống nhất được một số vấn đề khá quan trọng nhất là đối với những ai đang còn độc thân đừng có ngại ngần mở lòng mình để tìm hiểu người khác giới cơ hội gặp được người phù hợp lúc này với bạn là rất cao bên cạnh đó trong ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mang lại cho bạn nhiều tiền bạc nhưng đồng thời cũng nhắc nhở bạn tuổi thìn đừng có chi tiêu quá hoang phí đừng sử dụng thẻ tín dụng bừa bãi nếu không bạn sẽ chẳng còn đồng xu nào ở trong tay dù hiện tại bạn đang có cảm giác thoải mái trong việc chi tiêu bạn cần phải chi tiêu có kế hoạch và tính toán cụ thể cho nhu cầu lẫn khả năng của mình Ngày này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang lại cho bạn có được sức khỏe dồi dào, làm cho bạn mạnh có thể chống lại được dịch bệnh. Cái điều quan trọng là việc phòng ngừa tốt thì sức khỏe của bạn không phải là điều đáng lo đối với bạn mạnh trong thời gian này. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có điểm báo gia tăng tiền bạc nhưng cũng cần phải chú ý quản lý tài chính từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên sớm xác định được mục tiêu và con đường để đi thay vì vô định như hiện tại từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc thay vì để ý việc của người khác hãy tập trung cải thiện bản thân mình từ vi tuổi canh thìn thuộc kim nên tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân một cách khiêm tốn từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy càng chia sẻ nhiều thì khoảng cách tình cảm giữa hai người càng nhỏ lại. Và đánh giá của bà Tử thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có cuộc diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho thấy với những thứ lặt vặt tiêu tốn khá nhiều thời gian tâm sức của bạn, thậm chí khiến cho bạn bỏ qua nhiều cơ hội rất quan trọng trong ngày. Thế nên, nếu có thể thì bạn tuổi tỵ hãy nhìn rộng ra, suy nghĩ tích cực và không để cho chuyện bé xé ra to. Khi bạn có thể bỏ những thứ vụn vặt mà nhìn xa hơn, bạn sẽ nắm bắt được rất nhiều cơ hội tốt đến với mình. Sự nhạy biến, tầm nhìn xa, trông rộng, nhờ có được thực thần đem lại cho bạn tuổi tỵ cho nên, với bà tuổi tỵ đang có được những lợi thế đáng kể trong ngày. Trước mọi vấn đề, bà tuổi tỵ có xu hướng nhìn nhận chúng một cách đa chiều, khách quan, thay vì chỉ trực diện một số vấn đề, có thể sẽ có ai đó sẽ nhờ tới bạn tư vấn nữa. Tuy nhiên, ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khác với Kim cho thấy à, cách mà bạn nhìn nhận sâu sắc về việc gì đó sẽ tạo nên một số mâu thuẫn với một số người đang đánh giá vấn đề khá chi là hời hợt. Thay bằng việc chỉ trích người khác thì bạn hãy thử lắng nghe chia sẻ của họa xem sao, biết đâu bạn cũng có thể học hỏi được điều gì đó từ họa về từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa đừng quá lo lắng rằng mình sẽ mắc sai lầm có sai mới có trưởng thành từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ cẩn thận với những cơ hội vì chúng là hư ảo từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc bạn học được bài học đáng giá và ý nghĩa từ ai đó từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần phải tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, sức khỏe không ổn định, dễ cảm thấy bức bối và khó chịu. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. tử vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này có thể sẽ phải trải qua cảm giác thất vọng với tác động của thương quan chiếu mệnh bạn tuổi ngọ đừng cố thay đổi chỉ vì bạn đang muốn gây ấn tượng cho một ai đó đừng chạy theo việc làm cho người khác vui mà quên đi mất điều trái tim của mình thực sự mong đợi là gì. Ngày này với bà tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim, cho thấy đây là dấu hiệu không tốt cho những mối quan hệ. Hôm nay, bạn nên tránh xa những ai gây tác động tiêu cực tới bạn. Nếu bạn có thể để xảy ra lỗi thì cũng đừng cố cố giải thích vì không ai muốn nghe những điều này đâu. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim có động lực để thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy có sai sót vì không biết lắng nghe, thích làm theo ý của mình. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc họ nên học cách lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, tài chính khó có thể khởi sắc dù bạn đã nỗ lực khá nhiều. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không nên có những quyết định quan trọng trong ngày này. Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 2 Số 5 Giờ tốt Từ 9 giờ đến 11 giờ Màu sắc cá tường Màu vàng Màu cam Quý nhân phù trợ Tuổi giàu Tuổi thân Từ vi tuổi mùi Thứ hai Ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá chi là rực rỡ khi tình hình tài chính của bạn được hanh thông thuận lợi bởi bạn đang có được sự tác động của chính tài chiếu mệnh Tuy nhiên, bạn tuổi mùi đừng chỉ đợi vận may đang có, bạn nên tập trung và chăm chỉ hơn để tối đa lợi thế tránh việc ai đó chê bai bạn rằng bạn không có tài năng. Ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng dự báo về mối quan hệ của bạn đang rất tốt đẹp mà bạn tuổi mùi bằng sự chân thành và đồng cảm bạn có thể hiểu được khá nhiều điều mà đối phương chia sẻ nhờ đó mà hai người dễ dàng thân thiết hơn trong thời gian tới hôm nay cũng là ngày khá tốt cho tình cảm của bạn với người thân trong gia đình nữa Tuy nhiên ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 tức là ngày 18 tháng giêng năm Tân Sửu này ngày này lại là ngày tam nương tương sát vì vậy, với bà tuổi mùi không nên làm những công việc trọng đại. Như thế là ký kết hợp đồng, khai trương, khưới hỏi, xuất hành, sửa chữa hay là cất nhà vai tử vi tuổi ất mùi thuộc kim hãy tự tin với những quyết định mà bạn đã lựa chọn tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy mọi việc thay đổi theo chiều hướng tốt được khiên ngợi tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ hãy lắng nghe điều mà bạn cảm nhận trong thời gian qua tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc tình duyên vượng sắc có nhiều cơ hội kết đôi và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 7 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tử vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên quan chiếu mệnh dự báo cho bạn tuổi thân có thể phải đối đầu với những khó khăn thử thách nhưng tinh thần vượt khó sẽ giúp cho bạn khẳng định được bản thân mình việc thỏa thích vui chơi thay vì lại nhận những trách nhiệm luôn là một sức hút khó cưỡng, nhưng bạn vượt qua được điều đó để tập trung vào những mục tiêu cao hơn trong đời sống này thì quả là rất đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bị sa sút. Bạn mệnh không được chủ quan cho rằng cứ uống thuốc bổ là được và trước hết bạn cần phải tránh làm việc quá sức hay là thức quá khuya như như những ngày vừa qua. Và ngày này với bạn tuổi thân là ngày 18 âm lịch. Nhân thần ở phía trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm họ vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này về từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy nên có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn từ vi tuổi bính than thuộc hỏa với khó khăn trước mắt bạn phải tập trung để xử lý chống từ vi tuổi mậu than thuộc thổ chớ vội tin kể cả người thân quen của bạn họ cũng có hiểu biết hạn chế từ vi tuổi canh thân thuộc mộc ngoài công việc hãy thực hiện mang lại nhiều niềm vui cho bạn từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần phải có kế hoạch về tài chính rõ ràng tiết kiệm hợp lý Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có cảm giác ổn định khi nhận được sự giúp đỡ của tam hội phù trợ. Cho nên với bạn tuổi dậu, đây là ngày mà nếu như bạn cảm thấy cần tới sự giúp đỡ thì hãy mạnh dạn lên tiếng đề nghị. Thay vì cứ giữ im lặng, hãy yên tâm là mọi người sẽ hỗ trợ cho bạn mà thôi. Trong những ngày đầu năm mới, xem ra rất may mắn với bạn tuổi dậu khi bạn luôn có được chính quan tương trợ cho nên công việc của bạn có được sự thuận lợi hơn không những thế mà bạn tự dậu còn được rất nhiều đồng nghiệp bạn bè xung quanh ủng hộ hết mình cho những kế hoạch trong tương lai của bạn nữa ngày này với bạn tử dậu cậu đang gặp ngày có kim khí vượng cho thấy bạn tự dậu đang gặp một số vấn đề liên quan tới sức khỏe nếu như bạn cảm thấy sốt và khó thở thì đừng có chủ quan với cơ thể nên nghỉ ngơi phù hợp đừng có uống thuốc quá nhiều làm gì, thể chất khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực đạt được những điều mình mong muốn, cũng phải có được đúng cách. Vài từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy, những gợi ý trong công việc giúp cho hiệu quả tăng lên đáng kể. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, những điều giản đơn trong cuộc sống chính là điều cần phải nắm giữ. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, có người lớn cho bạn lời khuyên đáng giá, từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc, có người đã xây dựng được niềm tin với bạn, từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, nên bình tĩnh, tránh việc ai đó hối thúc bạn. Và đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi tốt thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tốt xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi tốt đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cho nên với bạn tuổi tốt có được sự tự tin hơn trong việc giao thiệp, làm quen với những người mới và lúc này đừng có bỏ qua những buổi tụ tập vì đó là cơ hội để cho bạn xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn chúng sẽ mang lại không ít lợi thế cho công việc của bạn về sau này và với bạn tuổi tốt bạn cảm thấy tự tin và lạc quan hơn khi đang có được tin vui liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay bởi bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Tuy nhiên, bạn tuổi tuất chớ có mong điều gì sẽ ra nhanh chóng, có thể kết quả bạn hiện tại nhờ công sức mà bao năm qua bạn đã xây dựng. Vì thế, đừng có vội khe khoang mà tiết lộ điều gì vào lúc này sẽ có lợi hơn cho bạn về sau này. Ngày này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn mệnh lúc này khá chi là ưng ý đối với những bạn đang còn độc thân hứa hẹn sẽ tìm được người thú vị để chuyện trò mỗi ngày trong khi đó các cặp đôi cũng có thể nhận được tin vui về bầu bí hoặc là sinh nở nữa về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ mối quan hệ xuân sẻ luôn được thấu hiểu và đồng cảm tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, hạnh phúc cần phải cả hai người vun viến, chớ có ép ai đó làm theo ý của mình. Từ vi tuổi mạo tốt thuộc mộc, thời điểm phù hợp để bạn có thể mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp. Từ vi tuổi canh tốt thuộc kim, đừng vội hứa hẹn điều gì trong lòng, thật tâm bạn muốn nhưng không phải mọi thứ sẽ luôn như vậy. Từ vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy, sự chần chừ sẽ khiến cho bạn đánh mất đi cơ hội của mình trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phụ trợ tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 ngày thứ hai này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện thân hợi tư hại nhắc nhở bà tuổi hợi đừng có cố giữ hòa khí với những kẻ không đáng sự thỏa hiệp sẽ khiến cho bạn cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật chán nản, uể oái và chỉ có bằng cách làm mới chính mình, bạn mới thấy mỗi ngày đều ý nghĩa hơn. Ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có thiên ấn tương trợ, cho nên với bạn tuổi hợi đang có ý muốn thay đổi bản thân một cách sáng tạo hơn, tránh đi theo lối mòn quen thuộc, bạn có thể bắt tay với những điều mới mẻ và không chấp thuận những rào cản, khuôn khổ cứng nhắc của đời sống. Ngũ hành tương sinh dự báo cho bạn tuổi hợi đang có được tình hình sức khỏe được cải thiện, bạn biết cách điều chỉnh lại chế độ ăn và lựa chọn đồ uống thích hợp để tăng cường sức đề kháng cho bản thân mình trong thời kỳ dịch Covid-19 như hiện nay. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ, đừng tin vào lời hứa hẹn của ai đó dành cho bạn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có những sự thật khiến cho trái tim của bạn tan vỡ. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc. Khi đối mặt với những mâu thuẫn, bạn trở nên quá nóng nảy. Từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, sự dịu dàng của bạn là liều thuốc cho mọi vấn đề trong ngày. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, không nên vội vàng tin lời ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài đáng tin của họ. Vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.